Tiếp tục cập nhật những thông tin sự kiện đang được quan tâm, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 10 năm 2023, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bão số 5 vào vịnh Bắc Bộ, mưa từ Bắc vào Trung. Ấm lòng những phần cơm của những chị em phụ nữ trao gửi cho người dân vùng ngập lụt. Lời cảnh báo cẩn trọng khi để trẻ ở nhà một mình. Tiếp tục truy bắt 4 con cá sấu sổng chuồng tại Kiên Giang. Độc đáo hàng rào Manu Chiếu Thủy hơn 20 năm tuổi ở Tiền Giang. Theo chân người làm nghề đốn keo đêm rừng U Minh Hạ. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay bão số 5 bắt đầu di chuyển vào khu vực vịnh Bắc Bộ. Hoàn lưu bão khiến thời tiết các tỉnh ven biển Bắc Bộ trở vào Trung Bộ mưa to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, đêm qua đến sáng nay, thời tiết từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa. Nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đêm nay đến đêm 21 tháng 10, phía nam đồng bằng Bắc Bộ, vùng Đông Bắc của Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến rất to. Ngoài ra, hôm nay khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào đến mưa to. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối. Cơ quan khí tượng lưu ý mực nước trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị lên mức báo động 1, báo động 2. Có sông trên báo động 2, do đó có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Bên cạnh đó là nguy cơ sạt lở bờ sông, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông. Cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các hồ chứa thủy điện, thủy lợi xung yếu. Chiều qua, thì đất đá tại khu vực đèo Lò Xo bị sạt lở với khối lượng lớn đã vùi lấp một đoạn quốc lộ 14, khiến giao thông giữa Quảng Nam và Kon Tum qua tuyến đường này bị chia cắt. Và sau thời gian nỗ lực san gạt, đoạn đèo bị vùi lấp đã được thông tuyến, giao thông được kết nối trở lại. Theo ông Hoàng Văn Bản, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Man, huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum, công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Kon Tum đã huy động 3 xe múc lớn để tiến hành san gạt vị trí sạt lở trên đèo Lò Xo. Sau thời gian nỗ lực khắc phục, đất đá đã được hốt dọn, quốc lộ 14 đã được thông tuyến, các phương tiện lưu thông trở lại. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phân luồng để xe di chuyển. Biển cảnh báo cũng được dựng lên để các phương tiện chú ý đảm bảo an toàn khi lưu thông trên tuyến đường. Đại diện công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Kon Tum cho biết, ngoài việc hốt dọn đất trên mặt đường, đơn vị còn tiến hành san gạt rộng ra hai bên đường nhằm đảm bảo cho an toàn cho các phương tiện lưu thông, đồng thời bố trí sẵn máy móc trên tuyến để sẵn sàng ứng cứu, khắc phục nếu tiếp tục có sự cố sạt lở. Tháng 8 vừa qua, mưa lớn cũng đã gây ra nhiều điểm sạt lở trên các tuyến giao thông ở các tỉnh Tây Bắc. Các lực lượng chức năng cũng đã nỗ lực khắc phục thông đường trong thời gian sớm nhất. Ghi nhận tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, địa phương thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng do các trận lũ ống lũ quét. Trong đợt mưa lũ xảy ra từ ngày 5 tháng 8 vừa qua, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, mưa lớn gây lũ ống lũ quét, làm sạt lở nghiêm trọng nhiều vị trí toa ly âm và ta ly dương. Trong đó nhiều đoạn mất toàn bộ nền mặt đường khiến giao thông bị chia cắt. Hai tháng nay chúng tôi tham gia sửa chữa đường. Đến nay công việc khắc phục các tuyến đường bị sạt lở đã cơ bản hoàn thiện. Với khối lượng công việc được giao, chúng tôi sẽ cố gắng từ nay đến hết tháng 10 để hoàn thành theo đúng tiến độ, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Gần 3 tháng sau khi xảy ra mưa lũ, đến nay, Ban Quản lý Đường Bộ 1 thuộc Sở Giao thông Vận tải Yên Bái vẫn đang tập trung cao độ, huy động mọi lực lượng, phương tiện, máy móc và nhân công tham gia xử lý các điểm sạt lở. Hiện đã khắc phục xong trên 70% khối lượng công việc. Đến thời điểm này thì bên công ty với là bên đội đã điều động nhân công và máy móc và thi công cũng gần xong rồi. Dùng ô tô máy xúc là 22 cái. Thông đường sạch dọn dẹp sạch rãnh nề sạch sẽ. Xong giai đoạn đấy thì bọn tôi bắt đầu triển khai vào giai đoạn làm kè dọ đá để đường nó rộng rãi sạch sẽ, đi lại an toàn. Thì tới nay bọn tôi đã làm được 70% khối lượng của kè dọ đá. Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn, đến nay huyện Mù Cang Chải đã đảm bảo thông tuyến bước 1 cho các tuyến đường cấp huyện. Dự kiến đến tháng 12, sau khi được bổ sung nguồn vốn, Mù Cang Chải sẽ khắc phục hoàn toàn các thiệt hại về giao thông do mưa lũ gây ra. Những ngày qua, khi mưa lớn gây ngập lụt ở nhiều khu vực trũng thấp tại thành phố Đà Nẵng,
Cùng với nỗ lực hỗ trợ ứng cứu của các cấp chính quyền và các lực lượng chức năng, thì cũng đã có rất nhiều những chia sẻ từ cộng đồng với tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn. Trong đó có những suất ăn của các chị em phụ nữ tại địa phương. Căn nhà này đã trở thành một... Sau đợt mưa dài ngày, những vùng ngập nặng nhất cũng đã rút nước. 300 hộ với khoảng 800 nhân khẩu nơi đây vừa tập trung dọn dẹp lại nhà cửa, vừa chuẩn bị ứng phó với mưa bão sắp tới. Nên những suất ăn đầy đủ dinh dưỡng và ấm tình người này đáng quý hơn bao giờ hết. Nước thì ngâm tới 3 ngày. Mới vừa rút ra thì ngày hôm qua là sẽ vô lại là 1 mét. Cho nên nói chung người dân ở đây cũng rất là không đón. Lương thực thực phẩm ướt hết. Cho nên là rất là cần cái những miếng ăn như ngày hôm nay. Của người phụ nữ Việt Nam. Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam về tình hình tìm kiếm 13 thuyền viên trên 2 chiếc thuyền gặp nạn trên vùng biển Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cho biết là đến sáng nay, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm được thêm người nào trong số 13 người mất tích. Rạng sáng nay, tàu KN-467 đã tiếp nhận 43 ngư dân và 2 thi thể trên tàu cá QNA-90039, trong đó có 3 ngư dân bị đau. Sau khi tiếp nhận số ngư dân trên, tàu tiếp tục di chuyển tiếp nhận 38 thuyền viên của tàu cá QNA-90927TS. Sau khi đón các ngư dân, tàu bắt đầu di chuyển về cảng An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, dự kiến sẽ cập bờ vào trưa mai 20 tháng 10. Hiện tại trên vùng biển của tàu gặp nạn vẫn còn 10 phương tiện của Bộ Quốc phòng và ngư dân tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm các ngư dân đang mất tích. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng việc trẻ em ở nhà một mình để tìm cách tiếp cận và thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó là chưa kể khi trẻ ở nhà một mình có thể đối diện với nhiều nguy cơ khác. Vì thế, các bậc phụ huynh nên hết sức cảnh giác, trong đó việc dặn dò và dạy con kỹ năng xử lý tình huống khi ở nhà một mình là việc làm không thể thiếu. Đây cũng là nội dung sẽ được đề cập trong lời cảnh báo trưa nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vừa qua, tại một số phường xã ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, xuất hiện tình trạng một người phụ nữ hoặc một nam, một nữ đi xe máy đến nhiều gia đình tiếp cận trẻ em nhằm thực hiện hành vi lừa đảo. Với thủ đoạn yêu cầu các em lấy hàng hay đóng tiền hộ người thân, các đối tượng này đã chiếm đoạt hàng chục triệu đồng. Hay trước đó, trên địa bàn thành phố Huế, xuất hiện một đối tượng lạ lợi dụng trẻ em ở nhà một mình, không có cha mẹ, nên đã dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ các cháu đưa tiền cho chúng. Đây là một cái thủ đoạn khá phổ biến của những cái người phạm tội khi trẻ ở nhà một mình. Ví dụ như là mẹ con nhờ gì đó, cha con nhờ gì đó đưa một cái vật dụng có giá trị trong gia đình, hoặc là cha mẹ đang chờ con ở một địa điểm nào đó, theo cô, theo chú, để đến nơi đó để gặp cha mẹ chẳng hạn. Thì những cái thủ đoạn này người phạm tội họ sẽ sử dụng để mà xâm hại tình dục trẻ em, hoặc là bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, hoặc thực hiện những hành vi khác để trả thù người lớn, gia đình, ví dụ như giết người, cố ý gây thương tích. Chúng ta phải có thiết lập nên những cái phương pháp, những cái biện pháp bảo vệ trẻ em, và chúng ta phải lường trước được những cái nguy cơ khi trẻ em ở nhà một mình và chuẩn bị sẵn những cái tình huống tốt nhất để đối phó. Những bậc phụ huynh cần đề cao cảnh giác, giáo dục con em mình tuyệt đối không được tin tưởng với những người lạ mặt có những biểu hiện nghi vấn. Đối với những gia đình xảy ra sự việc tương tự, cần phải khẩn trương trình báo với cơ quan chức năng để có phương án xử lý kịp thời. Mình có công việc bận nên là mình buộc là mình phải bỏ con mình ở nhà một mình. Nhưng mà mình đã khóa cửa rất là cẩn thận, tuy nhiên là có một cái đối tượng lạ tiếp cận để lừa đảo con mình. Là cái đối tượng đó đến nhà mình, xong rồi bảo là mình có đặt hàng, bảo với bé là lấy hàng giùm mình, thì bé nó tưởng thật. Cái nên cũng đưa cho người đó 2,5 triệu. Xong cái khi mà mình về thì mình mở cái hàng đó ra thì chỉ là những gói mì thôi, mà thật chất là mình cũng không hề đặt hàng. Bên cạnh nguy cơ bị lừa đảo, bắt cóc, xâm hại khi trẻ ở nhà một mình, còn có thể xảy ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn như hỏa hoạn, điện giật, va đập, gây thương tích ngay chính các em trong ngôi nhà của mình. Bên cạnh đó, những sự cố ngoài ý muốn về sức khỏe không lường trước cũng có thể dẫn đến những tình huống bất ngờ, không kịp xử lý. Vì thế, ngoài chuyện hết sức đề phòng kẻ gian, thì cũng cần dạy con những kỹ năng nhất định để nếu có rơi vào trường hợp này, thì trẻ sẽ biết cách ứng phó. Mà
trong trường hợp bất khả kháng cho con trẻ ở nhà thì phụ huynh cần phải lưu ý. Thứ nhất, phụ huynh cần phải hướng dẫn cho con trẻ tránh xa những cái nguồn nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn thương tích cho con trẻ, ổ điện, bếp ga, dao kéo vân vân và vân vân. Cái thứ hai, phụ huynh cần phải nhắc nhở và phải hướng dẫn cho con em mình cách xử lý tình huống khi có người đến liên hệ. Dù đó là người quen hay người lạ, chúng ta nên nhớ nè, không phải người quen là không thực hiện những cái hành vi có thể tổn hại đến con trẻ. Không phải là người quen sẽ không bao giờ có hành vi lừa đảo hoặc là hành vi đến đó để mà trộm, để mà cướp tài sản của trong gia đình. Cho nên cần phải hướng dẫn con trẻ cảnh giác. Trẻ em thường dễ bị dụ dỗ và nhất là dễ bị khống chế, nên luôn là mục tiêu nhắm tới của những đối tượng xấu. Do đó, các gia đình phải nâng cao cảnh giác và tìm giải pháp thích hợp để con em được đảm bảo an toàn khi ở nhà. Tốt nhất nên hạn chế trường hợp để trẻ nhỏ ở nhà một mình mà không có người bên cạnh. Khi có tình huống phát sinh, việc đầu tiên con trẻ phải làm gì? Việc đầu tiên con trẻ là phải liên hệ với phụ huynh để có thể thực hiện, để có thể biết được cái cách xử lý tình huống. Cái nữa là dù như thế nào đi chăng nữa, hãy cố gắng đừng để con trẻ trong cái hoàn cảnh phải ở nhà một mình. Đó là cái cách bảo vệ con trẻ tốt nhất. Thực tế, không phải cha mẹ nào cũng có thể được về sớm để đón con, cũng không phải ông bà nào cũng đủ sức khỏe để trông cháu. Vì vậy, rất nhiều bậc phụ huynh thường xuyên đối mặt với những tình huống buộc phải để con ở nhà mà không có người trông nom, trong khi những kẻ xấu rất giỏi về việc nắm bắt tâm lý, chiêu trò và thủ đoạn. Do đó, cần phải hết sức cẩn trọng khi để trẻ ở nhà một mình và không quên trang bị cho trẻ những kỹ năng để ứng phó với các tình huống xấu xảy ra. Quý vị đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long và sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Tiếp tục truy bắt 4 con cá sấu sổng chuồng tại Kiên Giang. Độc đáo hàng rào Mai Nu Chiếu Thủy hơn 20 năm tuổi ở Tiền Giang. Theo chân người làm nghề đóng keo đêm rừng U Minh Hạ, mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Liên quan đến vụ cá sấu sổng chuồng ra công viên ở Kiên Giang, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết một cá thể cá sấu đã mắc vào giớn do người dân đặt trong khuôn viên công viên Giang Quá, An Hòa. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm những con còn lại. Ông Đoàn Văn Thanh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Kiên Giang cho biết, mới đây đơn vị đã nhận được thông tin và hình ảnh con cá sấu đã chết do người dân đặt giớn bắt được trong hồ thuộc khuôn viên công viên Giang Quá, An Hòa. Qua xác minh, ngành chức năng khẳng định đây là một trong những con cá sấu sổng chuồng trước đó tại công viên. Như vậy, đến nay đã có 4 con cá sấu sổng chuồng được phát hiện xử lý. Hiện chi cục kiểm lâm tỉnh Kiên Giang vẫn đang tiếp tục huy động lực lượng cùng với nhân viên trong công viên, sự giúp sức của người dân địa phương truy tìm 4 con cá sấu còn ở bên ngoài. Trên lĩnh vực giao thông, tối qua trên địa bàn thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy làm một người tử vong. Khoảng 19 giờ 30 phút tối qua, xe tải lưu thông trên đường Nguyễn Du, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khi đến đoạn qua phường An Phú thì xảy ra va chạm với xe máy do một người đàn ông cầm lái chạy hướng ngược lại. Tai nạn làm người đi xe máy ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, công an thành phố Thuận An nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Chuyển sang thông tin sức khỏe đáng lưu ý. Bệnh viện Bình Dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết thời gian qua cơ sở đã tiếp nhận nhiều ca suy thận nặng, phải lọc máu sau một thời gian uống cỏ mực. Nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, da xanh xao, chân đau nhức không rõ nguyên nhân, người đàn ông đối mặt với việc lọc máu nhằm tránh nguy cơ hôn mê, tử vong do các biến chứng suy thận gây ra. Cụ thể trước đó bệnh nhân đã có tiền sử suy thận giai đoạn 3, được hướng dẫn dùng thuốc để bảo tồn chức năng thận. Tuy nhiên sau đó bệnh nhân bỏ tái khám theo lịch hẹn. Khi trở lại bệnh viện vào tháng 10, bệnh nhân được chỉ định thực hiện các xét nghiệm đánh giá chức năng thận. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị suy thận cấp trên nền suy thận mạn, độ lọc cầu thận thấp, có thể nguy hiểm tính mạng. Sau 2 ngày, tình trạng bệnh nhân được cải thiện, nhưng nếu đáp ứng điều trị bằng thuốc kém, chức năng thận không phục hồi tốt hơn, bệnh nhân sẽ phải lọc máu định kỳ suốt đời. Qua khai thác, bệnh nhân cho hay đã uống cỏ mực và đậu đen xanh lòng của người quen để trị bệnh thận. Mỗi ngày dùng khoảng 1 nắm tay cỏ mực và 2 đến 3 muỗng đậu đen.
Sau khi uống liên tục trong 3 tháng, bệnh nhân rơi vào nguy kịch. Khi suy thận thì cái khả năng thải chất độc mất đi. Vì vậy, nếu như chúng ta sử dụng các thuốc một cách bừa bãi, kể cả các thuốc Tây y, thuốc Nam, thuốc Bắc, thì làm cho chức năng thận ngày càng xấu hơn. Quan trọng là chúng ta phải tìm được nguyên nhân và có những cái phương thuốc điều trị thích hợp để giữ cái chức năng thận kéo dài hơn. Theo các bác sĩ, chưa có nghiên cứu khoa học nào chỉ rõ tác dụng chữa suy thận bằng cỏ mật. Với người bệnh thận mãn tính, chức năng thận vốn đã kém, nên việc dùng các hoạt chất từ cây cỏ, thuốc cần phải cẩn trọng để tránh tiến triển suy thận nặng hơn. Khi phát hiện suy thận, đặc biệt từ giai đoạn 3, bệnh nhân nên đến khám và điều trị tại các bác sĩ chuyên khoa thận. Từ đó, người bệnh sẽ được hỗ trợ thay đổi lối sống, ăn uống và sinh hoạt, cũng như là trong việc sử dụng thuốc để đảm bảo chức năng thận không bị tổn thương. Thưa quý vị và các bạn, về miền Tây, không khó để chúng ta bắt gặp những ngôi nhà với hàng rào cây xanh được trồng từ những loài cây quen thuộc, dễ tìm. Để có hàng rào cây xanh thẳng tắp như thế này, thì người dân phải bỏ công chăm sóc tỉ mỉ, có khi phải dày công chăm sóc cả chục năm trời mới có hàng rào xanh như ý. Dân già với mong muốn là làm cho đẹp nhà, đẹp xóm thì hơn 20 năm trước, ông Nguyễn Văn Xuyên, ngụ ấp Thạnh Lạc, xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đã chọn cây mai nuôi chiếu thủy, một loài cây đặc trưng có giá trị truyền thống của vùng đất Gò Công Tây để trồng làm hàng rào. Hàng rào mai nuôi chiếu thủy được tạo hình nghệ thuật dài hơn 50 mét của gia đình ông Nguyễn Văn Xuyên, được đánh giá là một trong những hàng rào cây xanh đẹp nhất ở xã Đồng Thạnh. Hàng rào mai nuôi chiếu thủy này cũng vinh dự được giải nhiều năm liền trong cuộc thi hàng rào cây xanh do tỉnh Tiền Giang phát động. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, những năm qua, chính quyền địa phương các xã thị trấn trên địa bàn huyện Gò Công Tây đã tích cực vận động người dân thực hiện những tiêu chí dễ làm, ít tốn kém. Phong trào trồng hàng rào cây xanh được người dân tích cực hưởng ứng, qua đó góp phần làm cho làng quê thêm xanh đẹp, góp phần thực hiện tốt tiêu chí cảnh quan môi trường. Thưa quý vị, rừng bao đời nay vẫn là chốn mưu sinh của nhiều người dân Cà Mau. Khoảng chục năm nay, nghề đốn keo đêm ở rừng U Minh Hạ được hình thành khi mà diện tích keo lai ở xứ này ngày càng được mở rộng. Và công việc của những người đốn keo đêm thường bắt đầu từ lúc 2 giờ sáng. Trong chương trình trưa nay, mời quý vị cùng theo chân những người đốn keo đêm để tìm hiểu về công việc này nhé. Khoảng 10 năm nay, khi những cánh rừng keo lai xanh bạc ngàn xứ U Minh Hạ vào mùa khai thác, thì trong những vạt rừng khuya lại vang lên tiếng cưa máy. Mọi người chọn làm việc lúc đêm khuya vì tránh được nắng nóng và ít bị kiến côn trùng cắn, làm việc sẽ năng suất hơn. Tuy nhiên, đốn keo đêm là nghề vất vả, đòi hỏi phải có sức khỏe dẻo dai và có nhiều kinh nghiệm. Nghề đốn keo đêm thường bắt đầu vào lúc 2 giờ và kết thúc khoảng 10 giờ sáng. Những người đốn keo làm việc theo nhóm, nhận khai thác trọn gói theo yêu cầu của chủ rừng. Thường thường đi cỡ lúc 2 giờ, 2 giờ đi làm tới sáng là xuống cái đài ghe này. Rồi bắt đầu từ sáng tới cỡ 10 giờ trưa là bắt đầu ghe thứ hai. Lúc trước cũng có đi làm ban ngày, như là làm nó cũng sáng mà nó cũng rất dễ làm nhưng mà làm không có đạt. Bởi vì nắng quá là mình làm không có nổi, nên quay lại làm ban đêm. Ban đêm trong khi đó nó hơi tối, nó khó thấy đường hơn nhưng mà nó không có mệt bằng ban ngày. Công việc vất vả, nặng nhọc, hiểm nguy. Tuy nhiên, người đốn cây vẫn cố gắng hoàn thành công việc cho kịp tiến độ trước khi trời sáng để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.